Kính chào quý vị, chào các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi trang truyền hình cơ sở của huyện Yên Châu phát trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình Sơn La. Trong trang cơ sở lần này, chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn gương chị Hoàng Thị Thủy, hội viên phụ nữ, dám nghĩ, dám làm. Phần cuối là phóng sự. Yên Châu quan tâm đầu tư cơ sở vật chất trường lớp học. Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, phong trào phụ nữ vượt khó vươn lên làm giàu do Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Triềng Đông phát động đạt được nhiều kết quả. Qua đó đã xuất hiện nhiều gương điển hình tiên tiến làm kinh tế giỏi, góp phần phát triển kinh tế xã hội địa phương. Một trong những điển hình là chị Hoàng Thị Thủy, sinh năm 1985, hội viên sinh hoạt tại chi hội phụ nữ bản Thèn Luông, xã Triềng Đông, huyện Yên Châu. Chị là một hội viên năng động, dám nghĩ, dám làm. Ở bản Thèn Luông, xã Triềng Đông, huyện Yên Châu, mô hình nuôi gà, lợn thương phẩm và trồng cây ăn quả của chị Hoàng Thị Thủy được rất nhiều người biết đến. Không chỉ bởi là một mô hình mới tại địa phương, điều khiến nhiều người nể phục chính là quyết tâm phát triển kinh tế của chị, một hội viên hội phụ nữ. Cách đây gần 2 năm, trên diện tích khoảng 2 hectare đất sườn đồi, chị Thủy mạnh dạn đầu tư cải tạo, đào đường đồng mức để chăm sóc cây ăn quả thuận tiện hơn, xây dựng chuồng trại và mua con giống để chăn thả dưới tán cây ăn quả. Vừa có nguồn phân bón để chăm sóc ngược lại cho cây, với mong muốn xây dựng một mô hình sản xuất nông nghiệp xanh. Trước đây thì ông bà với cả bố mẹ tôi có kể rằng là thức ăn từ gia súc gia cầm từ những năm 2000 về trước ấy rất là ngon và an toàn. Còn bây giờ thì cùng với sự phát triển thì ngành chăn nuôi và trồng trọt cũng bị ảnh hưởng theo. Thức ăn từ gia súc gia cầm không được ngon như trước nữa. Nên là tôi rất trăn trở và tôi đã quyết định làm mô hình trang trại nông trại xanh để cung cấp những thực phẩm sạch, ngon, an toàn và đảm bảo cho sức khỏe. Với mục tiêu xây dựng mô hình trang trại thân thiện với môi trường, gia đình đầu tư cắt tỉa, chăm sóc cải tạo và trồng mới gần 1.000 cây ăn quả, gồm nhãn, xoài và chuối. Do địa hình vườn cây khá dốc, để đất tránh bị rửa trôi, gia đình chị Thủy còn đầu tư đào các đường đồng mức dọc các hàng cây ăn quả, vừa để giữ đất và thuận tiện cho việc chăm sóc. Đồng thời, đầu tư xây dựng bể trữ nước mưa để phục vụ cho tưới cây và chăn nuôi. Dưới tán cây ăn quả, gia đình chị thả hơn 1.500 con gà đen hơ mông, gà di là quỷ và gần 100 con ngan vịt. Với không gian rộng, thoáng mát để vận động, kết hợp với việc chăn nuôi, phòng bệnh đúng kỹ thuật, nên đàn gà, vịt của gia đình phát triển tốt, thịt săn chắc, thơm ngon, được thị trường rất ưa chuộng. Ngoài ra, gia đình chị Thủy còn đầu tư xây chuồng nuôi thêm 150 con lợn đen giống địa phương, xây dựng hệ thống bể ủ phân để đảm bảo môi trường và có nguồn phân để chăm bón cho vườn cây ăn quả. Vừa có vườn cây ăn quả rộng ấy, thì gia đình chúng tôi chăn thả đàn gia súc gia cầm dưới tán. Gia đình chăn nuôi theo hướng là truyền thống, cho ăn ngô này, cây chuối với cả cám gạo, rồi thả ra vườn đồi. Như vậy thì chất lượng của cái đàn gia súc gia cầm ấy thì sẽ ngon hơn, chất lượng hơn. Cung cấp ra thị trường thì bao giờ cũng được giá cao hơn so với những cái hộ chăn nuôi khác. Đến nay, mỗi năm gia đình chị Thủy đã xuất bán ra thị trường từ 4 đến 5 tấn gà, vịt thương phẩm, hơn 4 tấn lợn thịt, gần 5 tấn nhãn và xoài, đem về nguồn thu nhập từ 400 đến 500 triệu đồng sau khi trừ chi phí. Ngoài ra, chị Hoàng Thị Thủy khá nhạy bén trong việc giới thiệu, quảng bá các sản phẩm nông sản của gia đình trên mạng xã hội và các kênh thông tin khác, nên các sản phẩm do gia đình sản xuất ra hầu hết đã được các thương lái hợp đồng sẵn để bao tiêu thụ. Nhờ sự mạnh dạn, dám nghĩ, dám làm, cùng đức tính cần cù, chịu thương chịu khó trong lao động sản xuất, đến nay
mô hình sản xuất nông nghiệp xanh của gia đình chị Hoàng Thị Thủy đã bước đầu đem lại hiệu quả kinh tế cao, giúp gia đình vươn lên làm giàu trên chính mảnh đất quê hương mình. Mô hình phát triển kinh tế của chị Thủy thì kết hợp chăn nuôi với cả trồng cây ăn quả. Nó là một cái mô hình khép kín và an toàn cho môi trường. Và cái mô hình của chị Thủy là một trong những mô hình tiêu biểu của Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Trình Đông và đã vượt qua cái vòng sơ khảo về cái mô hình phụ nữ khởi nghiệp của tỉnh Sơn La, và sắp tới này trong tháng 10 thì chị sẽ tham gia cái vòng chung kết của cuộc thi phụ nữ khởi nghiệp tỉnh Sơn La. Thường trực Hội Liên hiệp Phụ nữ xã thì cũng đã mời các chị em ở trong ban chấp hành lên tham quan mô hình của chị Thủy để về triển khai tới các chi hội để học tập cái mô hình phát triển kinh tế này. Có thể khẳng định chị Hoàng Thị Thủy ở bản Thèn Luông, xã Trường Đông, huyện Y Châu là tấm gương điển hình về tinh thần cần cù, sáng tạo trong lao động sản xuất, biết vươn lên làm giàu chính đáng. Những thành quả đạt được hôm nay của chị Thủy thật đáng trân trọng khích lệ. Chị đã góp phần tô thắm thêm hình ảnh đẹp của người phụ nữ, xứng đáng là tấm gương sáng để chị em phụ nữ học tập và noi theo. Thưa quý vị và các bạn, với mục tiêu ưu tiên chăm lo cho sự nghiệp giáo dục, thời gian qua, huyện Yên Châu luôn quan tâm dành nguồn lực đầu tư xây mới, sửa chữa, cải tạo cơ sở vật chất cho các trường học trên địa bàn huyện, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Năm học mới này, niềm vui của cô và trò trường Trung học cơ sở Trường Đông lại được nhân lên bởi sau hơn 3 tháng thi công, dãy nhà hiệu bộ một tầng gồm 3 phòng làm việc của ban giám hiệu, một hội trường và một phòng tin học với tổng mức đầu tư trên 2,2 tỷ đồng đã cơ bản hoàn thành. Các hạng mục phụ trợ còn lại như lát gạch sân trường, lắp đặt thiết bị vệ sinh, tường rào đang được nhà thầu thi công nhanh chóng hoàn thiện để bàn giao cho nhà trường vào cuối tháng 9. Những năm gần đây thì được sự quan tâm, sự chỉ đạo của lãnh đạo huyện ủy, hội đồng dân, ủy ban dân huyện và các cấp các ngành địa phương thì nhà trường cơ bản đã được đầu tư về cơ sở vật chất đáp ứng nhu cầu dạy học, đặc biệt phục vụ chương trình giáo dục phổ thông 2018. Với sự đầu tư đồng bộ cơ sở vật chất hiện tại thì nhà trường đã đáp ứng được điều kiện giảng dạy, điều kiện về hoạt động học tập của học sinh, tổ chức các hoạt động chuyên môn của các thầy cô và đáp ứng duy trì được cái độ chuẩn theo quy định hiện hành. Còn tại trường mầm non Ánh Sao, xã Trường Phần, năm học 2024-2025, thực hiện việc sáp nhập các điểm trường, nhà trường đã vận động phụ huynh đưa các con về học ở điểm trường trung tâm theo đúng độ tuổi. Để đáp ứng nhu cầu giảng dạy và học tập của nhà trường, huyện Yên Châu đã phê duyệt quyết định đầu tư xây mới nhà lớp học một tầng, 3 phòng và sân chơi với diện tích 1.200m2 với tổng kinh phí gần 2,8 tỷ đồng. Dự kiến sau khi hoàn thiện, trên 200 học sinh ở 8 khối lớp mẫu giáo sẽ được học tập trong ngôi trường khang trang, rộng rãi, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học. Và nhà trường cũng đã được Ủy ban dân huyện, Ủy ban dân xã là quy hoạch mới cho ra khu đất này là hơn 4.000 mét. Và theo cái lộ trình xây dựng là trên cái mảnh đất này sẽ được xây dựng 2 nhà 2 tầng nữa, 8 phòng, mỗi nhà là 8 phòng để chuyển tất cả cái điểm trường cũ sang bên điểm trường mới này để đảm bảo về diện tích đất cũng như là các phòng học, phòng chức năng theo như quy định chuẩn 2 của Bộ Giáo dục Đào tạo, nhà trường để tiến tới để công nhận lại vào năm 2027. Nằm trên địa bàn xã biên giới với nhiều khó khăn, song với sự quan tâm của chính quyền địa phương, ngành giáo dục cùng sự đồng thuận ủng hộ của các tầng lớp nhân dân, diện mạo trường trung học cơ sở xã Lóng Phiêng ngày càng khang trang sạch đẹp. Năm học 2024-2025, nhà trường có 12 lớp
với gần 500 học sinh. Bên cạnh việc được đầu tư xây dựng nhiều hạng mục công trình như chỉnh trang khuôn viên sân trường theo hướng xanh sạch đẹp, an toàn, thân thiện, cải tạo lại phòng học cũ, nâng cấp các công trình phụ trợ. Phấn đấu đến năm 2025, nhà trường sẽ được công nhận trường đạt chuẩn quốc gia. Để thực hiện được cái lộ trình đạt chuẩn quốc gia vào năm 2025 thì ngay từ năm 2020 thì nhà trường đã xây dựng cái kế hoạch chiến lược về xây dựng phát triển nhà trường đến năm 2025. Hàng năm nhà trường rà soát các cái tiêu chuẩn đánh giá kiểm định chất lượng để hoàn thành từng cái tiêu chí một. Năm học 2022-23 nhà trường đã được đầu tư cải tạo sửa chữa nhà 2 tầng 6 phòng học là với cái tổng giá trị là 400 triệu đồng. 2023 thì nhà trường đã được đầu tư thêm là một sửa chữa toàn bộ cái dãy phòng học một tầng cho học sinh. Và tất cả các phòng học đều có đầy đủ các trang thiết bị. Trong đó là cái việc ứng dụng công nghệ tin nhà trường luôn luôn chú trọng và đẩy mạnh. Và cho hiện nay thì tất cả các phòng học trong nhà trường cũng đã có đầy đủ TV được kết nối mạng Internet để phục vụ cái công tác dạy học trong nhà trường. Từ năm 2022 đến nay, từ các nguồn lực, huyện đã đầu tư 30 tỷ đồng, xây mới, sửa chữa, nâng cấp phòng lớp học, chỉnh trang cảnh quan, khuôn viên cho 29 đơn vị trường học, nhất là các trường có phòng học xuống cấp, các điểm trường vùng khó khăn, các trường trong lộ trình phấn đấu đạt chuẩn quốc gia. Năm học 2023-2024, trường Mầm non Hòa Bình tại xã Sa Vạt đã được đầu tư sửa chữa hệ thống nhà lớp học, cảnh quan, khuôn viên xung quanh trường. Đặc biệt, nhà trường đã được đầu tư xây dựng nhà hiệu bộ 2 tầng nhằm đáp ứng các hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ của nhà trường. Năm học vừa rồi thì nhà trường cũng được sự quan tâm của Ủy ban Nhân dân huyện, Phòng Giáo dục và Đào tạo đã được đầu tư xây dựng nhà 2 tầng, nhà hiệu bộ và xây dựng tường rào bao quanh khu trung tâm và xây dựng 2 công trình vệ sinh và tôn sửa sân chơi cho học sinh. Từ đó thì cái đã giúp cho nhà trường đã có được cơ sở vật chất khang trang, giúp cho các cô giáo cũng như các con học sinh được tham gia các cái hoạt động đảm bảo an toàn cũng như là làm giúp nhà trường thực hiện tốt cái việc nâng cao chất lượng chăm sóc nuôi dưỡng và giáo dục các cháu. Huyện Yên Châu có 46 trường học trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện quản lý, trong đó có 26 trường đạt chuẩn quốc gia. Hàng năm, Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các phòng chuyên môn rà soát, đánh giá thực trạng cơ sở vật chất trường lớp học trên địa bàn, chủ động nắm bắt nhu cầu của các trường để xây dựng kế hoạch phân bổ kinh phí đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học. Căn cứ kế hoạch xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia và chương trình đầu tư phát triển kinh tế xã hội của địa phương để phân bổ kinh phí nhằm phát huy hiệu quả các nguồn lực đầu tư cho ngành giáo dục, đảm bảo đúng trọng tâm, trọng điểm. Trong thời gian tới, cái công tác xây dựng cơ sở vật chất trên địa bàn huyện với các đơn vị trường học cũng còn rất nhiều khó khăn, đặc biệt là trong công tác xây dựng các điều kiện, các phòng chức năng để phục vụ công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia. Thì để thực hiện tốt nội dung này thì Phòng Giáo dục Đào tạo sẽ phối hợp với các cơ quan chuyên môn tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện rà soát cái thực trạng cơ sở vật chất các đơn vị và xây dựng kế hoạch theo lộ trình, theo thứ tự ưu tiên với các đơn vị, quan tâm đầu tư các đơn vị có những cơ sở vật chất đang khó khăn, chưa đảm bảo mạng lưới trường lớp hoặc là phòng học tạm. Hai nữa là quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở vật chất của các đơn vị trường học trong lộ trình xây dựng trường chuẩn của năm 2025 và 2026 và từng bước sẽ hoàn thiện cơ sở vật chất để đảm bảo các tiêu chuẩn về cơ sở vật chất của trường đạt chuẩn quốc gia và từ đó sẽ nâng cao chất lượng dạy và học cho các đơn vị trường học trong toàn ngành. Với sự quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học đã giúp cho các trường học trên địa bàn huyện ngày càng khang trang, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, hoàn thiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới và các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Trang cơ sở của huyện Yên Châu phát trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình Sơn La xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong trang cơ sở lần sau.